Mặt trời xuất hiện hơn 200 vết đen đáng sợ. Số vết sẹo đen có thể nhìn thấy được trên mặt trời vào tháng 8 gấp đôi so với dự báo trước đó và cũng là con số cao nhất trong vòng 23 năm qua. Theo dữ liệu vừa công bố của Trung tâm dự báo thời tiết không gian thuộc cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Mỹ, trung bình có tới 215,5 vết đen mặt trời xuất hiện cùng lúc trong tháng 8 vừa qua. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 9 năm 2001 với 238,2 vết đen. Vết đen mặt trời là những vùng tối xuất hiện trên bề mặt ngôi sao mẹ của chúng ta, có nhiệt độ thấp hơn so với các khu vực xung quanh. Chúng như những vết sẹo trên mặt trời, nơi từ trường hỗn loạn, sự đối lưu bị ức chế. Điều này khiến chúng trở thành một dạng họng súng vũ trụ, thỉnh thoảng bắn ra những quả pháo sáng đầy năng lượng thậm chí là một quả cầu plasma lớn gọi là dụ phóng khối lượng đăng quang cho dù trông có vẻ rất nhỏ theo góc nhìn từ trái đất nhưng thực tế các vết đen này rất khổng lồ có những cái rộng gấp nhiều lần đường kính hành tinh của chúng ta khi những họng súng này vô tình bị khai quả đúng lúc hướng về phía trái đất thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện bão địa từ bên cạnh hiện tượng cực quan đẹp mắt ở các khu vực gần địa cực bão địa từ gây ra không ít rắc rối như làm gián đoạn sóng vô tuyến nhiễu hệ thống định vị khiến vệ tinh bị rơi trở lại địa cầu trong lịch sử những cơn bão địa từ quá mạnh có thể gây sập một phần hệ thống điện dù vậy con người đã có những phương pháp dự báo và đối phó với chúng nên nhiều thiệt hại có thể tránh khỏi và việc hơn 200 vết đen cùng xuất hiện trong mỗi thời điểm của tháng 8 là dấu hiệu cho thấy nhân loại phải chuẩn bị cho những cơn bão địa từ liên tục sắp tới. Các nhà khoa học cho rằng thời điểm cực đại của chu kỳ mặt trời 11 năm đang tới rất gần. Trước đó các nhà khoa học tin rằng thời điểm chu kỳ mặt trời đạt cực đại sẽ rơi vào năm 2025, không quá bùng nổ. Nhưng thời gian qua, một số cơn bão địa từ rất mạnh ập vào trái đất đã khiến họ tính toán lại. Theo SVKPC dự báo hồi đầu năm, điểm cực đại của chu kỳ mặt trời sẽ rơi vào năm nay, 2024. Giờ đây, các nhà khoa học tin rằng chúng ta đã bước vào giai đoạn cực đại đó với kỷ lục vừa ghi nhận trong tháng 8. Tuy nhiên, đỉnh cụ thể thì chưa rõ ràng mức cực đại của mặt trời có thể kéo dài trong một đến hai năm hoặc lâu hơn một chút. Có nghĩa là một đến hai năm hoặc lâu hơn, nghĩa là vẫn có khả năng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 12 tháng tới. Trong đỉnh cao của chu kỳ mặt trời thứ 23, xảy ra hơn hai thập kỷ trước, số lượng vết đen mặt trời trung bình theo tháng đạt tới 244,3 vào tháng 7 năm 2000. Trong chu kỳ mặt trời 22, kỷ lục là 284,5 vết đen vào tháng 6 năm 1989. Hiện tại chúng ta đang sống trong chu kỳ mặt trời 25. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ.